Chào phải ơi, chào phải coi. À, rất là vui nghe bà con ơi. À, cái dịp thì hàng năm thì bà con về chợ Vinh thì cũng có lễ hội. Được lên TV không chú? À, tại Mỹ Long thì có lễ hội Thanh Hiền chú. Thả thấy thả đi. Thanh Hiền hả? Thả tàu. Thả tàu. À, lễ hội của hàng năm tại chợ Vinh. Nói chung lần đầu tiên mình tới đây cô chú chị. Đi một đoạn đường cũng khá dài của chú chị thì cũng chưa tới điểm để thả một cái chiếc tàu. À, tàu nhỏ thì những từ tàu lớn hộ tống chiếc tàu nhỏ để ra biển để thả ra. Rất là vui nha bà con ơi. Cảm ơn quý chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tơ TV. Là đầu tiên Minh Tơ có lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Minh Tơ đang có mặt tại thị trấn Mỹ Long. Thì hàng năm vào ngày này thì ở đây có tổ chức một cái sự kiện rất là lớn. Nói chung là hai ba ngày của chú chị, nói chung là lễ hội cúng biển của người bà con đi biển tại đây. Thì chung là cái lễ hội này hàng năm được nhà nước công nhận là lễ hội phi vật thể của quốc gia, nói chung là được bảo tồn rất là lâu năm. Thì hiện tại bà con tập trung về đây rất là đông cô chú chị. Đó, người ta xuống đây tham quan vừa du lịch, rồi những người mà người ta đi tàu biển này kia đó thì người ta tập trung về đây dự lễ gọi là lễ cúng biển hàng năm. Thì một lát nữa bà con sẽ diễu hành cái thuyền chung là để thả dưới biển đó bà con. Thì bà con tập trung ở đây rất là đông, quý chị là khách thập phương đang tập trung về đây rất là đông để đi xem. Và một số bà con thì cũng chưa biết là cúng biển như thế nào thì bà con gặp chung gì đây rất là đông để vừa tham quan và du lịch đó. Bây giờ rất là đông nha bà con. Nó phía dưới cũng có chiếc ghe, nói chung mà rồi chiếc ghe bự bự người ta cho mình thuê, người ta chở mình đi ra tới cửa biển luôn đó. Bây giờ người ta xuống ghe và lớn là có chút vậy. Thì một lát nữa thì người ta sẽ đón cái thuyền để người ta thả. À, trên đó người ta cũng có rất là nhiều vật dụng như heo, thịt, gà, tiền bạc, nói chung là rất là nhiều để thả dưới biển. Thì rồi thì mời bà con xem video của mình ta. Rồi thì mình ta dẫn cô chú chị ra cái cửa ra biển của chú chị, như là cái bến phà đó. Đây, lễ hội cúng biển của Mỹ Long được xếp vào di sản vật thể quốc gia. Bây giờ bà con tập trung ở đây cũng đông nè. Chung lần đầu tiên mình tới đây của chú chị ơi. Mình cũng không có gần gì cái lễ hội này lắm, tại vì mình cũng không ở chợ Vinh, nhưng mà lần đầu tiên mình tới đây, tôi muốn ghi hình lại cho bà con xem. Dạ. Kẹo chỉ hồng, kẹo mặt nhau, hương vị trái cây. Đây là có cái ghe cho bà con xuống, là một người mấy chục ngàn vậy đó. Bà này lớn nè, xuống nè, bà này nè. Bây giờ bà con tập trung rất là đông của chị. Ở phía ngoài xa xa cũng rất là đông nha. Bà con đưa đi phà, người ta dẫn mình ra cái cửa biển á. Rất là đông nha. Rồi mời bà con theo chân mình ta xuống bên phà để mình quay cận cảnh. Em tới 3-4 người lên nè. Mấy người? Ba người. 6-7. Thôi rồi em chạy rồi. 5 người, 5,5 với 2 người nữa. Bây giờ mỗi người là 30.000 nha cô chú chị. Xuống thì người ta chở mình ra cái cửa biển luôn. Rồi cho mình tham gia quay phim. Đó, rất là đông nha, bà con ở đây rất là đông nè. Đó. Cái
ra đông nhìn con. À, chiếc phà kia cũng rất là đông nha. Rồi những ghe nhỏ 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 cũng rất là nhiều nha. Đó thì một lát nữa sẽ có cái tàu lặn người ta thả thì cũng chưa tới nghe bà con. Thì bây giờ bà con đang tập trung thì đây rất là đông để xem á, rất là đông luôn. À, bà con đông lắm bà con ơi, rất là đông luôn. Đó, tập trung ở đây để đi ra biển để xem cái kỹ thức thả thả tàu á. Rất đông luôn. Nói chung là mình đi cũng kịp giờ luôn á. Đá bào cô bác ơi. Ở đây có hai chị bà đang chụp ở đây. Rất da ai của hello. Ai vậy? Mà còn đông lắm mà. Chị đâu lại chị? Ở đâu lại? Chị Vinh hả? Có ai tính ngoài không? Dạ. Cô ở đâu lại cô? Con ở Bù Đăng. Bù Đăng là ở Bình Dương hả? Bình Phước hả? Con hai là Thanh Thảo, là cô Bình Đựng hai đứa biết. Thanh Thảo hả? Con là Minh Tơ TV nghe, cái gì lên kênh coi coi nha. Ai mượn đây? Minh Tơ TV nha. Được rồi. Thanh Thảo và cái hình Phật Bồ Tát. Cảm ơn. Nhớ like cho con nha. Quá trời đông bà con luôn rồi. Bà con này sợ đen này, chui vô đây đứng nè, sợ đen nè. Còn ai không sợ đen là đứng ở ngoài. Đây bà con sợ đen này. Vô túc trong lần nè. Mấy cô đây sợ đen nè. Đen mấy vô trong đây đứng nè, đứng cho mát không à. Còn những người không sợ đen là đứng ở ngoài. Bốc hoài vậy anh ơi. Bốc mạnh mạnh lên, đang đi. Bốc hoài vậy. Mấy anh ở đâu lại? Ở đâu? Quá trời bà con luôn nè. Lại hồi nào tới giờ? Trời hôm qua luôn. Còn ngon ngủ biển luôn. Ngủ đây luôn. Đó, chút xíu lên. Trời ơi, đừng có bóp nữa. Bánh hết. 30.000 bóp hoài trời. Ấy giờ vô rồi, người 30.000 là vô rồi bên đây. Rồi, ghé tàu xuống kìa, chuẩn bị xuống kìa. Mỗi người 30.000 á bà con ơi, mỗi người là 30.000 ở trên đây, là bên đây là chủ tàu, bên đây là vô bến luôn. Lúc luôn rồi bên đây. Năm nào thả tàu cũng chuẩn bị mưa hết á. Cả nhà chuẩn bị dù đi nha. Đó, bây giờ bà con phía trên đây hút đông lắm quý vị. Mỗi người 30.000 rất là nhiều bà con. Vui lắm. Rồi bên đây quay bên kia đi. Rất là đông. Mỗi người 30.000 nè bà con, mỗi người lên một chiếc phà này, người ta đưa mình ra ngoài xong rồi đi vô, mỗi người 30.000. Quá trời đông rồi bà con ơi. Quá đông à.
tàu lớn lớn rồi đây là chiếc phà chở cho bà con đi tham quan du lịch giữa biển luôn. Rồi chuyện gì xảy ra? Làm như bị mắc cạn vậy á. Trên phè nào nó phà nó đầy hết rồi bà con. Đó, đây là chở ra ngoài để xem giữa biển, nói chung nghe có chú chị đi ra giữa biển luôn. Đó, giờ tàu thì cũng chưa ra. Rồi, trên bờ rất là đông nha. Kênh gì chú? Minter TV. Minter. À Minter TV. Quá trời đông bà con nè. Phà kia cũng đầy hết rồi bà con. Một người 30.000 nghe bà con lên nghe phà này. Một người 30.000 chiếc phà đó hồi nãy mấy người bây giờ khẩm luôn rồi, chiếc phà đó hồi không ra là hồi cũng kẹt luôn. Hồi kẹt luôn á, phà đó đó, khẩm rồi. Quá rồi. Quá trời đông luôn. Mỗi người 30.000 lấy biết nhiều tiền luôn mà. Một năm sống được một ngày này nha. Đó, mà con trên bờ rất là đông. Đó, còn trên kia rất là đông nha bà con. Quá trời đông rồi. Đây em đi qua cái điện phà của em đang đi nè. Quá đông nha cô chú chị. Em bờ sông là rất là đông luôn. Họ leo lên tới cái bụi luôn rồi, tới lên cái lá cờ luôn rồi. Rất là đông mà con luôn nha. Ghê ta quá rồi mà đâu. Đó bây giờ đoàn diễu hành cũng gần tới rồi bà con ơi. Bị tới rồi. Đó, có mua lần cũng gì trên bờ. Đó bây giờ đang tới biển rồi. Để con giữ lại cho mình lặn thôi đó. Cho thông đó đó. Mua lần mua gì nhóc luôn thì bà à, cái đông rất là vui nha. Nói chung là hàng năm đều tổ chức nghe của chú chị, đây là được nhà nước công nhận nên là một cái lễ hội phi vật thể quốc gia của tỉnh Trà Vinh, chung hàng năm đều tổ chức rất là đông vui luôn nha. Rồi phía trên bờ gần chợ thì tổ chức nhiều sự kiện cũng như là lễ hội rồi hội chợ này kia, khu vui chơi cũng rất là nhiều. Rồi con rất là đông nha. Con đang diễu hành từ một cái chùa gần đây xong xuôi người ta diễu hành tới cái biển này, người ta đưa ra biển người ta thả. Rất là vui nha. Trên bờ hát vui đùa, trên bờ thì người ta đã xuống ghe rồi, một lát thì người ta sẽ quay cận cảnh ra tới biển phía ngoài cho bà con xem. Có rất là nhiều đoàn múa lân có mặt ở trên đi trên đoạn đường diễu hành.
phía vô. Đây chúng tàu chuẩn bị đưa xuống cái dòng sông, phía trong là cái cửa sông lớn á, bị đưa ra ngoài cửa biển của chú chị. Đây cũng có rất là nhiều lực lượng chức năng xuống đây để giữ an ninh trật tự trên bờ sông của chú chị. Phía trên thì đang chuẩn bị đưa cái tàu xuống này của chú chị, tại cái phà này rất là to thì người ta không cho đậu lâu dài á, để chú nghi thức thả tàu để được có trật tự. Cái cửa biển này của chú chị có rất là nhiều xe tàu nhỏ người ta thuê để tham quan của chú chị. Chú mày nhảy lên cho tao nhảy lên đi. Nhảy tàu ông Vinh á, có ông Vinh không biết tàu nào. Rất là đông nha của chú chị. Cầm thì cho bạn rất là nhiều. Má thấy đông quá, với lại kẹt tới sợ không ai tin quà. Tàu bánh bim bi nè. Rất là nhiều ghe tàu luôn bà con. Nó còn trên bờ rất là đông luôn nha. Quá nhiều luôn. Má mới lại đi học vậy. Nó cũng giống như Vịnh Hạ Long vậy đó, mấy ghe nhỏ 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 đi vòng 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 vậy đó. À, giống như Hạ Long vậy của chú chị. Tham quan bằng ghe nhỏ nhỏ. Ở trong đây có cái khu du lịch cồn chim á của chú chị. Rất là đông à, rất là vui luôn nha. Đây ra cửa biển thì rất là xa. Ở đây thì vui đùa múa hát nhảy nhót cái này rất là đông. Đó, bây giờ trên chiếc ghe bây giờ là múa nhảy trên ghe luôn nè. Vui lắm kìa. Nhảy luôn kìa. À, có Thích Minh Tệ trên cái ghe luôn à. Ôm là cô ôm điện. Ghe đòn bị ra ga của chú chị, bị diễu hành ra cái biển của chú chị. Đây một cái ghe nhỏ nè, đây mà ra biển để mình thả nè. Đó, ghe nhỏ nhỏ của chú chị thấy không? À, trên đó thì có rất là nhiều vật dụng, đồ cúng, heo, rồi tiền bạc, nói chung rất là nhiều trên đó. Chuẩn bị kéo từ để ra biển của chú chị. Trên đó thì mua lân cũng như mua là vui nè chị. Một lát cái ghe nhỏ nhỏ là tất cả đều đi theo nối đuôi nhau theo là ra biển. Đó bây giờ ghe nhỏ nhỏ theo rất là đông nha của chú chị ơi. Đó đi rồi đó, bắt đầu diễu hành ra biển. Xem cảnh này cũng như là mình một cái lễ hội của người dân tộc Khmer, đó là lễ hội âm bốc cũng thả lồng đèn nước á, cũng giống giống vậy mà ta này làm loại một chiếc ghe
đó, ghe để đây đại diện cho một cái kinh doanh buôn bán như là mọi người đi biển, người sống bằng nghề biển của chúng chị. Hàng năm người ta đều tập trung cúng lễ này để cầu nguyện cho người ta đi sông nước được an toàn. Phà nghiêng một bên rồi nghe bà con. Nghiêng phà. Phà nghiêng một bên rồi nghe bà con ơi. Nghiêng một bên rồi nghe. Chia ra đều đi. Hộ tống nè. Một chiếc ghe nhỏ như thế này mà có rất là nhiều ghe bự, nói chung là hộ tống. Rồi trên ghe thì người ta tổ chức ăn nhậu múa hát, ghe mở nhạc nhảy trên ghe rất là vui nha. Đó. Giờ thì ra biển của chú chơi, giờ quá rồi. Đó, quá rồi. Quá trời luôn rồi. Rất là nhiều ghe phía sau nghe bà con. Rất là đông vui nghe bà con. Bây giờ rất là nhiều ghe đang hộ tống chiếc ghe nhỏ để mình ra biển để mình thả. Đó, rất là vui luôn. Rất là nhiều bà con đang bao những ghe nhỏ đang đi theo. Đây mình đi cũng như là tưởng tượng ra vịnh Hạ Long thì cô chú anh chị rất là vui luôn, rất là đông. Chiếc ghe nhỏ nhỏ nó mặt tại đây để hộ tống mình để ra biển để thả một chiếc ghe lẻ. Cái nhỏ nhỏ vô giùm đi. Xin vô con ơi. Đó cái gì về xí ra. Gì xí ra. Vô. Đi tới cái địa điểm lịch này của chị, tôi muốn chia sẻ là lễ hội này rất là vui. Nói chung là hàng năm đều tổ chức tại tỉnh Trà Vinh cho những người người ta đi đánh cá của chị. Ta quan niệm là cúng được
bà cậu được ê đi ba lên ê quá rồi rất nhiều ghe nhỏ bên sau này cô chị theo đuôi nhau đưa thẳng ra cái cửa biển mình phải thì cái ghe nhỏ không chị vui luôn mà con ơi dài của chú chị thì cũng chưa tới điểm để thả một cái chiếc tàu tàu nhỏ thì những từ tàu lớn hộ tống chiếc tàu nhỏ để ra biển để thả ra. Rất là vui nha bà con ơi. Chuẩn bị tới cửa biển đây là biển vùng biển duyên hải phía trước cô chú chị ta xem đó là cái cối xây gió điện về tại biển Ba Động rất là đông rất là nhiều ghe tàu nhỏ nhỏ đây cái ghe chuẩn bị thả này của chú gì tàu nhỏ nhỏ của chú thấy không thì được lực lượng chức năng hộ tống nè việc thả ghe nhỏ này này của chú gì thấy không
là vui nghe bà con ơi. Cái dịp thì hàng năm thì bà con về chợ Vinh cũng có lễ hội. Đừng lên TV không chú. Tại Mỹ Long thì có lễ hội thả thấy thả gì? Thả thiền hả? Thả tàu. Thả tàu. Lễ hội của hàng năm tại chợ Vinh. Nói chung lần đầu tiên mình tới đây cô chú chị. Rất là vui, rất là nhiều ghe cũng như là mình đi Vịnh Hạ Long với cô chú có gì đi Vịnh Hạ Long. Ý dịch Vịnh Hạ Long tại vì ở đây không có đồi, không có những núi nhỏ như Vịnh Hạ Long thôi, rất là nhiều khu du lịch tại Trà Vinh. Gọi là đừng lên TV. Đó. Minter TV. Minter TV. Minter TV. Lên coi nha. Thả rồi bà con nha, cây nhỏ nhỏ nè, đây thả rồi nè, đó tự chạy á, bây giờ bà con đang quay ngược, đang trở về, đó, nghe cây nhỏ thả rồi, đó. Thả rồi bây giờ các ghe đang quay ngược trở về cô chú chị, thả rồi nằm đi chút á. Chung mấy cái ghe nhỏ chắc người ta cũng lấy á, cái ghe nhỏ người ta lặn tới lấy thôi. Mấy ghe nhỏ theo người ta lấy á. Rồi đang đổ về của chú chị ơi. Đang quay ngược trở về. Quá trời. Giờ ghe đã thả rồi, nghe cô chú chị ơi, đã cắt dây thả rồi, đang tự bơi ghe, nói chung là tự đi đâu đi cô chú chị, giờ thả rồi. Bây giờ bà con đang nhún nháo trên cái ghe bò, một số chiếc phà ghe thì đang chạy vô bờ. Đó còn không phải mình đó. Thả rồi. Thì cắt này mạnh tiếng nào nó chạy rồi đó. Chút mưa giờ nè. Chúng là thả rồi nghe bà con, thì bây giờ các ghe hồi nãy đang hộ tống đi ra để biển để thả về, có hai bên giờ đang quay về nè bà con.